Vâng, xin chào tất cả mọi người, mình là Hưng đây. Thì dạo gần đây là mình bị con Ngọc Lan Vlog nó chôn mình nhiều quá các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ chôn ngược lại con Ngọc Lan Vlog các bạn nhé. Cuộc chiến sẽ bắt đầu các bạn nhé. Đấy, các bạn dễ chuột đấy nhá. Yeah. Đủ đây. Dễ chuột. Chưng nghiêng đi. Sao mày ngoan này đi, mày đưa làm gì? Mày cắn miếng đỏ to. Mình sẽ dùng quả táo này với lại mấy cái tăm nhọn này các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn cái gì ạ? Kìa kìa. Ok. Các bạn nhìn chưa? Quả táo thần kỳ đây các bạn nhìn chưa? Yeah. Sao? Để tao néo một người mày, sao mày có thể đau không mà mày? Mày hiểu cảm giác mà khi mà người nào ngủ mà bị chôn nó thế nào?